Dạ vâng, xin chào toàn thể tất cả bác đã trở lại kênh âm thanh bản của Hùng. Và hôm nay thì em đi vào giới thiệu cho bác tiếp một cái con đáy Mỹ công suất khủng. Đó là chiếc đáy BWay CF mã 1800G. Một dòng đáy hai kênh xịn sò và cho chất âm cực kỳ là hay, tiếng rất là sáng trong phân khúc tầm giá. Đấy. Và con này thì bên em hiện tại đang cân đối với mức giá là 16 triệu 500 ngàn. Giá bên em đã bao ship toàn quốc cho cả bác với một thiết kế là size 1,5 với thiết kế rất là bắt mắt và độc lạ. Thì con này nó đang sở hữu một cái cấu hình cũng như rất là khủng cho các bác chơi gia đình, các bác đi sau sự kiện. Đấy. BWay là một cái sản phẩm đến từ thương hiệu và cũng sản xuất tại Mỹ, designer in Made in USA nha. Có mã model CS 1800G Steel Bao Ly. Đấy. Phía hai bên là hai cái volume và ở giữa phía dưới là một cái nút nguồn nha bác. Ở dưới này là nút nguồn, dưới nút power là nút nguồn nha. Còn hai bên là nút reset A và reset B. Dãy đèn, đèn tín hiệu gồm hai đèn. Đó. Rồi, thiết kế thì hai cạnh vác vào nhau nên là chúng ta sẽ thấy nó giống như là một cái vừa phía trước nó giống như là nó một cái nắp capo của một chiếc ô tô nha bác nha. Đấy, một chiếc ô tô. Đấy. Rồi, ok. Giờ em đi vào cũng như là ruột gan cho tất cả bác cùng xem. Ở trên nắp thì đều in sơ đồ nha, sơ đồ bộ mặt thiết kế bên trong. Đấy, con này thì bên em tiến về thì cũng còn rất là đẹp. Ngoài những cái chỗ trời xước tí thì về tức thì con này là đẹp khoảng gần 90% nha bác nha. Ok các bác, em sẽ mở cho các bác xem ruột gan bên trong. Con này thì nó hơi khó mở tí nha bác nha. Rồi, ok, em đã tháo được cái nắp ra rồi. Rồi, đây là cái nội thất phía trong sản phẩm nha bác. Nó sử hai cái tăng phô, hai thành phố riêng biệt cho hai vế hai kênh và được thiết kế là hai ví bo mạch công suất một ví trên tổng chạy tổng cộng là 20 con sò than Toshiba và một ví dưới là 20 con nữa, tổng cộng là nó 40 con nha bác nha. Ở đây thì nó sẽ phân bố ra, chúng ta sẽ tính được chân sò ở đây nha bác, một con này với ba chân là một con sò này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 bên này 10 nữa là 20 nha bác, 20 và dưới 20 là 40 và tất cả các mối mạch của nó đều được đồ thiết kỳ rất là dày đúng không? Rất là dày và bản to truyền tải tín hiệu rất là tốt. Ở đây này nó có hai quạt gió, quạt mấy con này thì nó chạy tương đối cực kỳ là êm. Rồi đó, hàng thì bên em bao đẹp cho ra bác nha, quá là ok luôn. Rồi em đi vào đằng sau của sản phẩm. Sau sản phẩm thì nó sử dụng là rất là rất nêu trích nha bác, rất nêu trích. Đấy, chạm lo là lo nêu trích nên là khi các bác mua hàng thì bên em sẽ tặng một cái cặp rách như thế này cho các bác để các bác cắm kết nối dây. Hai quạt gió đây, rất mới nha bác, nhìn mới tinh. Đấy. Đường tín hiệu vào là đường 6 ly nha. Rồi ok, BWay Made in USA. Con này thì có công suất là 900W ở 2 ohm. Đấy, đánh minh xuống là tới 2 ohm và từ hai chơi kháng từ 2 đến 16 ohm. Đấy. Ở chế độ mono thì lên đến 1800W nha bác nha. Đấy. Còn ở chế độ mà 4 ohm thì con này đặt là
750W và chế độ 81 là 600W nha bác. 600W đánh cực kỳ là khỏe, rất là hay. Em bao cho các bác đánh hai cặp đôi full 40, đánh sấp, đánh nói chung là đánh các dòng loại lớn, loại sấp hơi thì vô tư rồi. Giá là 16.500.000 nha bác nha. Bên em tặng kèm dây rách và cũng như là rách nêu trích ra lo cho các bác để các bác cắm kết nối. Thì các bác mua hàng thì liên hệ em. Giờ thì em xin mời các bác đi vào test sản phẩm nha. Rồi, nút nguồn ở dưới này nha bác nha. Con này thì chạy điện là 230V, hàng Mỹ xuất sang thị trường châu Âu. Đấy. Rồi, dòng này thì nó không có relay. Khi điện nguồn lên thì ở đây nó sẽ báo là hai đèn vàng. Đấy. Quạt chạy cực kỳ là êm, các bác ngồi đây không nghe tiếng quạt đâu nha. Đây là em test trực tiếp từ điện thoại vào như các bác nha, nên là các bác lắng nghe chất âm của chiếc đói này. Đấy. Khi mà nó đánh trực tiếp chất âm của một chiếc đói. Đấy. Ok nha bác nha, đánh trên đôi loa là EV. Trái tim, tình yêu em suốt đời.
này cực kỳ là sáng nha bác. Đó, tiếng rất hay. Đó là em test chưa qua một cái thiết bị hỗ trợ thứ ba nào. Test trực tiếp từ điện thoại vào trong đáy luôn. Đánh ra lo. Đây. Rồi, các âm quá là tuyệt vời các bác. Rồi, các bác có nhu cầu mua sắm sản phẩm dòng B-Way CS1800G liên hệ với Quốc Hùng, giá là 16.500, bên em bao ship và tặng kèm theo joystick kết nối cho các bác. Rồi, em xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở video sau.